Xin kính chào quý các bạn đã đến với kênh YouTube của Bóng Đá Plus. Một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam có một cú ngã ngựa trước đội tuyển Thái Lan ở trận lượt đi bán kết AFC Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã bước vào sân tập luyện sân Hougang United như một thói quen để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 12. Không khí của đội tuyển Việt Nam cũng tương đối có thể coi là trầm, bởi vì thật sự chúng ta đã phải trải qua một trận đấu vất vả với sự tranh cãi rất lớn từ phía các trọng tài, và cũng có thể là những cầu thủ chúng ta cũng cảm thấy rất bức xúc khi những quyết định của trọng tài gây ra những bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, việc đội tuyển Thái Lan dẫn trước với tỷ số 2-0 cũng là một điều khó khăn với đội tuyển Việt Nam cho đến hiện tại. Trước mặt chúng ta đang là trung vệ Bùi Tiến Dũng, người đã không thể góp mặt trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ở lượt đi do chấn thương. Tuy nhiên, với những gì mà chúng ta đang quan sát thì rất có thể Tiến Dũng đã có thể sẵn sàng quay trở lại tập luyện để qua đó có thể chuẩn bị sẵn cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan. Việc anh có thể đi giày và tham gia vào tập luyện đó đã là một sự ghi nhận cho việc đội Tiến Dũng sẽ có thể quay trở lại thi đấu với Thái Lan. Trước đó thì đội tuyển Việt Nam đã có một sự tổn thất về mặt nhân sự khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã bị chấn thương ở vai và dẫn đến việc là không thể thi đấu ở trận đấu với Thái Lan ở bán kết lượt về. Trên status Facebook của Đỗ Duy Mạnh thì anh cũng có nói rằng có thể tôi sẽ không thể tham dự cùng với các cầu thủ Việt Nam dưới sân, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng truyền lửa cho các đồng đội ở bất cứ khi nào, bằng bất cứ cách nào có thể. Đây là hình ảnh của hai vựa muối của đội tuyển Việt Nam, Hà Đức Chinh và Phạm Đức Huy. Những tiếng nói chuyện giữa cả hai cũng vẫn giữ được cái sự lạc quan. Đức Chinh nở một nụ cười rất là tươi và nói chuyện với cả Đức Huy một cách rôm rả. Đây là hình ảnh của Trần Đình Trọng, cầu thủ cũng không thể thi đấu ở hai trận đấu bán kết lượt đi và lượt về do tái phát chấn thương cơ háng. Tuy nhiên thì những nụ cười của Đình Trọng cũng mang đến cho chúng ta một bầu không khí ít nhất là giảm tải đi những áp lực đang bủa vây lấy đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn này. Lúc này thì các cầu thủ Việt Nam đã bước ra sân tập luyện rồi. Chúng ta sẽ có buổi tập ngày hôm nay, buổi tập ngày 25, chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Thái Lan vào ngày 26 tháng 12. Chúng ta có hai buổi tập luyện rất quan trọng. Và trước mặt chúng ta là những cầu thủ từ U22 Việt Nam như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình. Đây có thể là những phương án dự phòng để thay thế cho Đỗ Duy Mạnh ở trận đấu tới trong trường hợp Bùi Tiến Dũng vẫn chưa thể ra sân thi đấu. Nhưng có thể là những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở phần đầu, Bùi Tiến Dũng đã thể sẵn sàng quay trở lại tập luyện rồi. Huấn luyện Park Hang-seo khá là đăm chiêu. Ông đã trải qua một trận đấu thật sự khó khăn trong sự nghiệp cầm quân của mình ở cấp độ đội tuyển Việt Nam. Đó không phải là một trận thua theo kiểu chúng ta thua một đội cửa trên hoàn toàn như là Nhật Bản, như Serbia, như Australia, những đối thủ mà chúng ta đã va chạm ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 vừa qua, mà đó là Thái Lan, một đối thủ cũng có sự tương đồng với chúng ta và được xem là kình địch. Vì vậy, một thất bại trước đội tuyển Thái Lan thật sự khó nuốt trôi với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là Park Hang-seo, người đã trải qua 34 trận bất bại ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam suốt từ cuối năm 2017 cho đến nay. Trên hình ảnh thì chúng ta đang thấy là Bùi Tiến Dũng đã quay trở tập luyện một cách bình thường. Đây là hình ảnh Bùi Tiến Dũng đang khởi động cùng với các đồng đội. Đó sẽ là một tin vui rất lớn với đội tuyển Việt Nam. Lúc nãy thì tôi có nói rằng là cái tin hình ảnh đầu tiên mà chúng ta cảm thấy rằng là hạnh phúc đó là Tiến Dũng đã đi giày. Thì bây giờ thì Tiến Dũng đã có thể tham gia tập luyện với các đồng đội bình thường. Đó sẽ là một điểm mà chúng ta cảm thấy rất hào hứng và thật sự là chờ đợi một sự quay trở lại cần thiết khi mà Đình Trọng và Duy Mạnh không thể tham gia thi đấu. Huấn luyện thể lực Park Seung-gun đang đôi thúc các cầu thủ Việt Nam mình tham gia khởi động bình thường. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Trần Đình Trọng rồi ạ. Trần Đình Trọng cũng đã xách giày vào sân. Như vậy là chúng ta có thêm một sự trở lại nữa ở vị trí trung vệ. Rất may mắn, như vậy là Đình Trọng cũng đã tham gia tập luyện với các đồng đội và có thể sẽ ra sân ở trận đấu vào khi gặp đội tuyển Thái Lan vào ngày 26 tháng 12. Hai sự trở lại rất quan trọng, đúng trong bối cảnh mà Đỗ Duy Mạnh đang dính chấn thương vai. Thật sự rất tuyệt vời ạ. Huấn luyện Park Hang-seo thì đang đăm chiêu và ông đang suy tính cách để có thể giành được chiến thắng trước Thái Lan ở trận đấu lượt về. Theo luật thi đấu thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trước đội tuyển Thái Lan, hoặc ít nhất là phải giành cách biệt với tỷ số 2 bàn trong 90 phút thi đấu để buộc Thái Lan đi vào hiệp phụ hoặc thậm chí là thi đấu luân lưu. Đây là hình ảnh các thủ môn khởi động bao gồm có Bùi Tấn Trường, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Hoàng. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh hiện tại thì tôi chưa thấy ở đâu cả. Có thể là huấn luyện Park Hang-seo cho phép Nguyên Mạnh được nghỉ ngơi một chút sau khi anh đã có một trận đấu tương đối tốt trước Thái Lan. Hai bàn thắng mà chúng ta phải nhận trước Chathip Songkrasin bên phía Thái Lan không có lỗi của Nguyên Mạnh. Thậm chí ngay cả bàn thua đầu tiên mà chúng ta phải nhận sau sai lầm của Hồng Duy
thì Nguyễn Mạnh cũng đã rất tốt khi ngăn chặn được Chatrik Prorosin thực hiện cú sút bóng thẳng vào cầu môn. Tiếc rằng là Hồng Duy khi mà lùi về đã không kịp để hóa giải. Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin đã cầm sa bàn và đã bàn luận trực tiếp ngay trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Cả ông Park Hang-seo đang ôm trán và đang suy tính cách làm thế nào để phong tỏa được Chatrik Songkrasin và Thiraton Bunmathan, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam ghi ít nhất là cách biệt 2 bàn trước đội tuyển Thái Lan trong 90 phút thi đấu. Trong khi đó thì các cầu thủ Việt Nam đang ở trong giai đoạn khởi động đầu tiên của buổi tập ngày hôm nay. Bầu không khí diễn ra rất khẩn trương bởi vì bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị đấu Pháp nữa. Nguyễn Park Hang-seo cần phải tìm một sự đột biến mới để có thể làm thế nào vượt qua được Thái Lan. Trong lịch sử cầm quân của mình dưới ông Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam đã từng trải qua 2 trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia mà đối phương đã dẫn trước cách biệt 2 bàn. Sau đó đội tuyển Việt Nam có 2 bàn thắng rút ngắn cách biệt hoặc gỡ hòa. Đó là trận thua 2-3 trước UAE ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 diễn ra vào tháng 6. Lúc đó Minh Vương và Tiến Linh đã ghi vác các bàn thắng vào phút 84 và phút 90+2 của trận đấu. Trong khi đó ở trận đấu với Trung Quốc thì cũng chính là Tiến Linh, bên cạnh đó là Tấn Tài đã ghi 2 bàn thắng vào phút 80 và 90 để đưa trận đấu về thế cân bằng. Rất đáng tiếc là đội tuyển Việt Nam đã thua Trung Quốc 2-3 sau một sai lầm tiếp theo của Thanh Bình, một cầu thủ còn khá non kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia khi đó. Đấy có thể là một cơ sở để đội tuyển Việt Nam dưới ông Park Hang-seo có thể tự tin rằng sẽ có thể làm một màn ngược dòng thần kỳ trước đội tuyển Thái Lan. Ông Park Hang-seo tiếp tục trao đổi, liên tục trao đổi với trợ lý Young-jin để tìm cách làm thế nào gây đột biến cho đối phương. Trong cuộc họp báo gần đây thì bản thân Alexandre Polking của bên phía Thái Lan thì nói rằng là đội tuyển Thái Lan còn nhiều bài vở nữa để đối phó với cả đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì đội tuyển Việt Nam bây giờ cũng đang có sự trở lại hợp lý của Tiến Dũng và Đình Trọng. Ngoài ra thì họ cũng đang có một lực lượng dự bị vẫn còn có sự tiềm năng và bản thân đội tuyển Thái Lan chưa có thể nghiên cứu được. Đây có thể là những phương án mang tính đột biến cho đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với đội tuyển Thái Lan ở trận đấu tới đây. Năm 2007, Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan ở lượt đi. Tại lượt về, Việt Nam chỉ hòa 0 đều trước đối thủ và chấp nhận bị loại chung cuộc sau bán kết. Năm 2010 và 2016, Việt Nam cũng chứng kiến tình cảnh tương tự trước Malaysia và Indonesia. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam đang trải qua một cơn bi kịch khi mà chúng ta không có được sự ủng hộ của lịch sử. Dẫu vậy, sự trở lại của Tiến Dũng và Đình Trọng cũng đem đến một cái bầu không khí lạc quan cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận đấu ngày 26 tháng 12 gặp đội tuyển Thái Lan. Hiện tại chúng ta đang thấy các thủ môn như Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Hoàng và Bùi Tấn Trường, các thủ môn dự bị cho thủ môn Trần Nguyên Mạnh cố gắng là tham gia tập luyện. Đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tham gia hỗ trợ tập luyện cho một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Đó có thể là Lý Công Hoàng Anh. Đó là Phạm Xuân Mạnh. Như vậy là ông Park Hang-seo đang cố gắng là khẩn trương để tham gia tập luyện cùng các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam đang thực hiện các tình huống bóng bổng. Rất có thể một trong những tình huống xuống biên và tham gia tạt bóng vào trong sẽ là cách mà đội tuyển Việt Nam khai thác trước đội tuyển Thái Lan. Đây là hai cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam đang gây được sự chú ý của ống kính máy quay, đó là Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng. Việc cả hai xách giày ra sân tập luyện đem đến cho đội tuyển Việt Nam một sự lạc quan hơn cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan. Phải khẳng định rằng là Tiến Dũng và Đình Trọng là những nhà vô địch của AFF 2018 và họ là hai trong số 4 trung vệ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam bên cạnh Quý Quốc Hải và Đỗ Duy Mạnh. Như vậy là đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành xong phần khởi động để bước vào phần tập luyện chuyên môn. Như chúng tôi đã nói thì trong khuôn khổ mà giới hạn quay hình thì chúng ta chỉ có thể ghi hình được một vài số những cái thước phim đầu tiên, ghi hình ở một số đoạn đầu tiên của buổi tập đội tuyển Việt Nam thôi. Đến khi đội tuyển Việt Nam khớp đội hình thì ống kính máy quay sẽ không được phép tác nghiệp. Bây giờ thì Trần Đình Trọng đang đeo một cái áo bíp màu xanh và anh có thể sẽ tham gia vào nhóm phòng ngự. Khi chúng ta có 3 nhóm tất cả, một nhóm áo xanh nữa, áo xanh lá cây, thì có Hồ Tấn Tài, có Đỗ Thanh Thịnh, đây có thể là nhóm dự bị. Còn Trần Đình Trọng là nhóm áo xanh thì có thể cũng là nhóm dự bị loại 2. Chúng ta cũng chưa biết được là ông Park Hang-seo sẽ xáo trộn đội như thế nào. Bây giờ thì Lương Xuân Trường không phải là người mang áo bíp. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu chia ra nhóm thi đấu đối kháng. Chúng ta thấy những hình ảnh phăm phăm của Trần Đình Trọng, của Bùi Tiến Dũng. Trần Đình Trọng đã có thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội một cách bình thường sau những ngày mà anh khởi động bên ngoài phần sân do chấn thương cơ háng. Sự trở lại của Đình Trọng như tôi đã nói thì sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam ít nhiều có thể đọc được và ngăn cản được những tình huống xâm nhập của Chatrik Songkrasin. Đình Trọng là một trong số những cầu thủ hay nhất ở năm 2018 ở khả năng đọc trận đấu và chúng ta rất hy vọng rằng Đình Trọng có thể
giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh khỏi những khoảng trống và sơ hở đến từ những đường truyền xuyên tuyến của Thiathon Bunmathan hay những pha xâm nhập nguy hiểm của Chathip Songkrasin ở giai đoạn lượt về. Như chúng ta đã nói thì đội tuyển Việt Nam đã thua tỷ số 0-2 trước đội tuyển Thái Lan ở lượt đi bán kết AFC Cup 2020. Cả hai bàn thắng đều do công của Chathip Songkrasin. Tuy nhiên, còn nước thì còn tát. Chúng ta vẫn có thể hy vọng vào một màn trình diễn lật ngược thế cờ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới đây với đội tuyển Thái Lan. Đây cũng là hình ảnh cuối cùng của chúng tôi ghi nhận buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào ngày 24 tháng 12. Chúng ta sẽ còn một buổi tập nữa vào ngày 25 tháng 12 trước khi bước vào trận đấu mang tính bước ngoặt với đội tuyển Thái Lan vào ngày 26 tháng 12. Chúc các cầu thủ chân cứng đá mềm và bảo toàn lực lượng để hướng đến một trận đấu ra trò với đội tuyển Thái Lan. Còn bây giờ, cảm ơn quý các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bóng Đá Plus. Nếu bạn cảm thấy hay, hãy nhấn share, like và subscribe kênh YouTube của Bóng Đá Plus nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.